lo chắc ai cho cô với cô chú chị rất đẹp. Và bây giờ chị Duy Kiều đã đi gặp và những cô chú chị rất đẹp mua rất là nhiều hàng luôn nhé. Có cầu phù chú của bé Phun ra để trang hoài và để tiết công chị nhé cô chú chị và các bạn. Ken cũng đưa đồ ra cho chào khách. Có anh giao hàng nhanh cũng đến để lấy hàng đi giao cho khách nhé cô chú anh chị và các bạn. Và nếu cô chú anh chị và các bạn cảm thấy kênh hay có ý nghĩa thì cô chú anh chị có thể đăng ký và cho kênh một like nhé. Phần còn bây giờ thì tại nhà của con Nam Trụ Linh, nhà của chị Hồng Loan thì bán hàng rất là tấp nập nhé cô chú anh chị và các bạn. Từ sáng giờ khách đến mua hàng cũng khá là đông nhé. Các bạn cũng biết là chị Hồng Loan là con của cô Nam Vũ Linh. À, còn về vấn đề tin nóng mới sáng nay thì chị Hồng Loan đang điều tra cái vụ mà có cái kênh YouTube lạ có tên là Nguyễn Thị Hồng tên Phỏ Thị Hồng Loan kêu quyên góp tài trợ gì á, là không có nha cô chú anh chị và các bạn, là không có nha. Chị Hồng Loan đang điều tra và nói chung là củng cố hồ sơ á cô chú anh chị và các bạn. Mình quay tại nhà của chị Hồng Loan cũng mới đây thôi, nhưng mà đó theo như mình nghĩ á là nhà của chị Hồng Loan nó không hiếu, cho nên cái chuyện mà chị Hồng Loan quyên góp đồ này kia chắc chắn là không có hơn cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn muốn biết thật hơn như thế nào thì có cái số điện thoại của chị Hồng Loan ở trên cái tấm bảng á, cô chú anh chị và các bạn có thể hỏi, có thể điện hỏi chị Hồng Loan thật hơn như thế nào để tiền mất tật mang á cô chú anh chị và các bạn. Có một cô đi xe đạp cũng mới chờ tới nhé cô chú anh chị và các bạn. Chắc cô hâm mộ chị Hồng Loan cho nên đến đây mua hàng để giúp chị Hồng Loan á cô chú anh chị và các bạn. Phần có một cô mua phế liệu đến nhà chị Hồng Loan, chắc là muốn mua phế liệu từ nhà chị Hồng Loan á cô chú anh chị và các bạn. Có một cô đi xe đạp cũng vừa vô nhà chị Hồng Loan vừa ra cô chú anh chị và các bạn. Chị Hồng Loan bán giấy các bạn. Tại giấy ở nhà thì rất là nhiều luôn cô chú anh chị và các bạn, cho nên phải bán bớt. Bán cho cô gì mình cũng biết nè.
chị Hồng Loan chắc cho cô với cô chú anh chị và các bạn. Chị Hồng Loan nói chung là rất là có tâm hư cô chú anh chị và các bạn, trong buôn bán cũng vậy, rất là có tâm luôn. Cho nên cô chú anh chị muốn ủng hộ cho chị Hồng Loan thì xuống dưới số 5 đồng thị điểm để mua hàng giúp chị Hồng Loan nhé. Chị Hồng Loan rất là dễ thương, nói chung là đáng yêu quá cô chú anh chị và các bạn. Vâng, có một chiếc xe cũng mới vừa đến của một cô, nói chung là giống với Việt Kiều ấy cô chú anh chị và các bạn, vừa đến luôn nha. Việt Kiều Mỹ mà cái này là canh gai nha chị, từ Úc á, hàng từ Úc á. À đây là cô Việt Kiều nha cô chú. Cô đang học này. Ở đây cũng có đại gia là ủng hộ cho chị Loan nha cả nhà. Cô Việt Kiều Mỹ ha. Cô Việt Kiều Mỹ. Cô đang ở trong đây là vô vô cho chưa vô. Vô rồi, vô rồi. Việt Kiều Úc rồi. Xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Thì buổi sáng anh Hai Vũ Luân đến ghé thăm chị Hồng Loan này cả nhà. Anh Hai Vũ Luân. Hai, không phải xe của anh hàng từ Mỹ, khách hàng bên nước ngoài về. Chú không anh chở. Không anh chở. Không anh chở. Cái này là chị Hồng Loan cho cô hay sao mà? Cái cô của ba đó con cho chị. À dạ. Không, cái này cũng là ưu tiên nha, cái đầu. Dạ. Đầu chưa mua thuốc anh đào gặp cô ba cô mua. Dạ. À bây giờ chú là chở đồ nhé, cô chú chị. Dạ dạ. Quà cũng có tiền của mình. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Lo là rất là tốt. Cái chai. Rồi như cô chú nào thương nó thì cho. Cho một tí vô ăn với chị em. Tại cô có những khó khăn nhưng mà chị Lai cũng biết khăn sẻ. Nếu mà chị á, nếu mà theo chị á, dù cho khó khăn nhưng mà cái tình yêu thương của mình á, mình san sẻ. Ví dụ như mình có 10 đồng á, mình ăn 7 đồng, còn 3 đồng mình giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đó là niềm vui lớn nhất của chị. Nhưng mà chị không biết hành lo, chị hành lo như thế nào, nhưng mà niềm vui của chị là vậy. Được giúp cho ai chị cũng mừng nữa. Dạ. Đó, thì cô cũng là đang là vâng, bây giờ chị Việt Kiều này đã đi ra quà nhé cô chú anh chị và các bạn, mua rất là nhiều hàng luôn nhé. Giờ cô đi về nhé cô chú anh chị và các bạn. Profile clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like nhé.